Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay giúp em tiếp tục cập đến hai cặp siêu phẩm đến từ thương hiệu loa tai Noi, có model là Kingdom 12. Đây là một trong những cái series được đông đảo các audiophile chuộng. Dòng loa tai Noi Kingdom 12 này là một trong những cái series đầu tiên của dòng Kingdom, sau đó đến Kingdom 15, Kingdom 18 và Kingdom Ryan. Kingdom Ryan bây giờ nó giá của nó trên 1 tỷ. Và đây là một trong những cái series đầu tiên của dòng Kingdom. Với cái cấu trúc thùng loa là loa sử dụng 3 đường tiếng, một bát 30 cm và màng giấy và gân vải đó. Và bên trên là một loa đồng trục 25 cm, và bên trên nữa là một cái super tape để cải thiện cái giải cao, nó sẽ ấn tượng hơn. Với cái trở kháng của cặp loa này là tới 8 ohm và độ nhạy là 90 dB, với cái mức công suất khuyến cáo là từ 20W đến 300W. Đấy là một chiếc âm ly có thể từ 20W đến 300W có thể khai thác tốt cái cặp loa này. Và cái cặp loa này thì cũng như là trên thông số thì là 300W max thì các bác có thể chơi được đa thể loại nhạc đó. Với cái kích thước thùng này từ dưới lên tới trên đó là 1m06 đó, 1m06, và chiều ngang của nó là 54 cm đó. Nên là một cái cặp loa này thì vừa hay vừa dễ bày và phù hợp với nhiều không gian, chơi đa thể loại đó. Loa tai Noi Kingdom 12 bên em cũng bán rất là nhiều và luôn luôn được đông đảo các audiophile rất là ưa chuộng, và luôn luôn sở hữu bất kỳ một tín đồ tai Noi nào đều muốn sở hữu cái cặp loa này. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng em trải nghiệm cái mức độ đẹp của cặp loa này, và bây giờ em sẽ đưa máy quay lại gần và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng có cái đánh giá chính xác nhất về cái mức độ đẹp của hai cặp loa này nhá. Vâng, bây giờ em sẽ đưa máy quay lại gần và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Phía trên lóc loa của cặp loa này thì nó là có một cái lớp sơn đen này. Đó, lớp sơn đen vuông thành sắc cạnh. Nói chung là những cặp loa đắt tiền này thì đương nhiên là nó phải là hoàn hảo rồi. Đó. Và dòng loa tai Noi Kingdom 12 này, loa sử dụng cái gỏ vỗ, cái vỏ gỗ này là sử dụng gỗ anh đào của Mỹ nhá các bác. Đó, gỗ anh đào. Và những cái đường mép này thì cũng sử dụng cái nẹp gỗ anh đào. Thì là có một cái này giống như một cái tạo cái điểm nhấn rất là đẹp. Em thì em lại thích nhất cái đường chỉ này. Đó. Đường chỉ này thì rất là tinh tế và đẹp mắt. Đó. Kingdom. Đây là hai cái phần tinh chỉnh của cái giải mic và giải tép. Đó, nên là các bác có thể tăng giảm theo cái nhu cầu của mình. Loa tai Noi Kingdom 12 sử dụng bát màng giấy và rốn giấy, cũng như là sử dụng cái gân vải này. Đó, đây là Kingdom 12. Và bên trên là một loa loa đồng trục 25 cm, đó, cũng màng giấy và gân vải. Và bên trên sử dụng một super tép. Đó, cái giải tép này thì các bác sẽ cải thiện cái giải trên nhiều hơn, bởi vì là thông thường nhiều những đôi loa tai Noi thì sẽ các bác nghe thì thấy phản hồi là nó hơi ít tép đó, nhưng riêng cái dòng Kingdom 12 này hỗ trợ thêm mà cái giải tép này nữa đó. Loa thì tuyệt đẹp rồi, không có gì chê. Đây, một bát đồng trục. Đó. Đây, em sẽ quay cái phần hông để các bác cùng trải nghiệm cái chất gỗ của nó như nào nhá. Đó, đây em sẽ đưa lên. Đó. Tất cả những cái gỗ này còn nguyên mộc hết này. Đó, cái thành quách này vuông thành sắc cạnh. Đó, rất là đẹp. Đây là cái gỗ anh đào của Mỹ chứ không phải cái loại gỗ thông thường nhá. Đó. Loa tai Noi Kingdom 12 này với cái trọng lượng của mỗi một chiếc loa này lên tới 75 kg, vô cùng là nặng luôn. Đó, thế nên là các bác nào mà yếu thì khiêng cái cặp loa này thì cũng hơi là vất vả đây. Và đây là cái phía sau của cặp loa.
sử dụng cầu đánh BY. Khi cái cầu loa này các bác có thể nhấc cái kết nối ra, các bác có thể là đánh BY nhá. Và đây là cái hàng của Kinh Đàm 12. Hàng này được nhật từ Nhật về nhá các bác. Đó, đây có cái tem tech, cái tem của công ty đây. Menzuka. Tem này chuyên nhập khẩu của công ty tech ở bên Nhật. Đó. Công ty này chuyên sản chuyên nhập khẩu những cái mặt hàng, và đến bây giờ thì ở Việt Nam mình tiêu thụ rất là nhiều những cái hàng mà có cái công ty này. Đó. Rất là đẹp. À, cặp loa này thì cũng như vừa xong em chia sẻ với các bác rồi, là cái công suất max của nó là lên tới 300W nhá. Nên là các bác chơi đợt thoải mái luôn. Độ nhạy 90 decibel và với trở kháng là 8 ohm. Đó. Nên là các bác chơi tha hồ. Vâng. À, video clip đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. À, các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911886266. À, những cặp loa tai noi Kinh Đầm 12 này bên em đang bán với những giá là 185 triệu. Đó, các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.